Xin chào toàn thể anh em, hôm nay mình sẽ lại làm một video nữa. Hôm nay sẽ lại đi câu, hôm nay là một ngày nghỉ. Anh em tôi lại đi câu. Mọi người thấy xung quanh cảnh đây hay không? Có đẹp không? Đấy, mây dương núi kìa. Đấy, rất là đẹp luôn. Hôm nay tôi sẽ lên đồi đi câu nhé. Lên núi đi câu, ok. Ra chuẩn bị đi thế nào? Let's go. Đã đến nơi rồi mọi người ạ. Đây, chúng ta sẽ câu ở đây nha mọi người. Đây là một cái hồ nha mọi người. Nhìn rộng lắm. Đó. Hai anh em đang câu đây. Lát thêm cả tôi nha. Cho người tham quan một chút qua cái hồ. Rộng lắm mọi người ạ. Bắt chưa? Bình giờ mới cho cước vào hay sao á? Thì câu cần giờ cho cước. Toàn cảnh đánh đồi nhà ở là ở tít ở dưới khu vực dưới kia cả, trên này là không có một ai ở. Mình lâu thế thả cần đi chứ. Mình lên xem được cái gì không để mình tính phương án 2. Đi cắt tiết cá chứ. Câu như này chắc không được đâu, phải sang chút đất lở nhờ. Cái này phải cá nhỏ lắm. Mình không chìm á. Thank you.
em chị rút. Mình cứ dọn cái nào. Từ từ nha. Cái gì đây? Mồi đấy. Câu mồi này được cả to ấy.
nhặt hết cá lại đây chưa? Cả buổi sáng của chúng tôi đấy. Vẫn chỉ là cá rô phi. Và sau đây chúng tôi sẽ nướng ở đây. Nướng tại chỗ luôn. Chưa nhóm đông bếp à? Lấy cái cây là khoan đấy. Ra được lửa. Xiên cá vào nướng kiểu này luôn. Cho thằng em xiên. Để cho khán giả xem đang xin kiểu gì thế nào. Dơ ra này đi. Ngồi quay đít lại kia. Rồi. Để cho lại dài ra. Để cần có chỗ để gác. Gác hai đầu lại với nhau ấy. Để nướng. Ngồi không? Thế tí nữa để gác hai đầu ấy. Con gì đấy? Rắn à? Lặn rồi à? Nóng không? Được thì thôi, làm 2-3 xiên ra. Đẹp lắm. Đẹp lắm. Đẹp này. Thank you.
hè đấy. Ô, này đéo thêm đúc đâu rồi nhá. Gửi đi. Qua về. Thả vứt ký đi. Có hai kiểu lia máy. Kiểu lia thì lên. Ok, món cá nướng của tôi đã hoàn thành rồi. Đây, chúng tôi anh em tôi đánh chén đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và thèm quá rồi. Các bạn thấy hay nhớ đăng ký kênh và ủng hộ. Đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bỏ hết. Giờ mình phải đánh chén đã.